Xin chào, mình là My, chuyên viên tư vấn của nhà thuốc 365. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với mọi người về một sản phẩm hỗ trợ giấc ngủ an toàn, hiệu quả, nhận được phản hồi tích cực từ phía khách hàng, đặc biệt là những bệnh nhân mất ngủ do Covid. Và đây là sản phẩm melatonin của hãng Olympian Lab, nhập khẩu chính hãng từ Mỹ với đầy đủ tem nhập khẩu và tem phụ bằng tiếng Việt. Nào, mình hãy cùng nhau tìm hiểu vì sao sản phẩm này lại có thể hỗ trợ giấc ngủ tuyệt vời như vậy nhé. Thực tế thì melatonin là một hormone nội sinh trong cơ thể, có nhiều nguyên nhân như là công việc này, stress này, tuổi tác hay thậm chí là bệnh nền sẽ khiến cho cơ thể chúng ta tiết ra hormone này không đủ, gây tình trạng rối loạn giấc ngủ. Tình trạng này kéo dài thì sẽ dẫn tới là sức khỏe chúng ta sẽ bị suy kiệt nhanh chóng và ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe chung của chúng ta. Và câu chuyện ở đây là thiếu thì mình bổ sung vào thôi, bởi những nguyên nhân nêu trên rất khó cải thiện nhanh chóng nếu chỉ qua ăn uống và tập luyện. Do đó, việc sử dụng những sản phẩm melatonin bổ sung này là cần thiết để có được một giấc ngủ ngon. Với thương hiệu lớn như Olim, nổi tiếng vì độ khắt khe từ nguồn nguyên liệu cho đến quy trình sản xuất đạt chuẩn xuyên GMP, không chứa những thành phần có hại như là gluten này hoặc là những cái chất bảo quản và sử dụng được cho người ăn chay, thì khi các bạn sử dụng sản phẩm melatonin dạng nước của Olympian Lab, các bạn hoàn toàn có thể yên tâm về hiệu quả cũng như là tính an toàn của sản phẩm nhé. Ở đây các bạn xem, sản phẩm melatonin dạng nước tinh khiết được đựng trong chai thủy tinh tối màu tiêu chuẩn, đạt cái yêu cầu về bảo quản sản phẩm ạ. Liều dùng thông thường là 1ml một lần một ngày, và đối với những người mất ngủ lâu năm hoặc mất ngủ do Covid thì có thể tăng lên 2ml một lần một ngày ạ. Sản phẩm này là dòng melatonin tinh khiết dạng nước nên tác dụng sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với các sản phẩm dạng viên với hàm lượng từ 5 đến 10mg ngoài thị trường ạ. Cách dùng rất đơn giản ạ, chúng ta vặn nắp và bóp nhẹ ở phía trên đầu sản phẩm ạ. Các bạn nhìn thấy không ạ, thì sản phẩm này có vạch chia chúng ta rất là dễ sử dụng, và mình sẽ nhỏ trực tiếp vào miệng như thế này. Chỉ cần 15 cho đến 30 phút sau đã có cơn buồn ngủ sinh lý tự nhiên rồi. Chỉ lưu ý là khi dùng sản phẩm melatonin, chúng ta cực kỳ hạn chế sử dụng các cái thiết bị điện tử bởi ánh sáng xanh ạ. Khi phát ra cũng sẽ khiến cho cái tế bào não chúng ta tỉnh táo và khó đi vào giấc ngủ. Melatonin của Olympian Lab là thực phẩm chức năng nên không cần chỉ định của bác sĩ. Câu chuyện ở đây là thiếu thì mình bổ sung vào thôi nên không gây tình trạng phụ thuộc và nhờn thuốc. Với giá thành là 390.000 trong một hộp 60ml như này, chúng ta sẽ dùng được 2 tháng. Do đó, sản phẩm melatonin của Olympian Lab là sự lựa chọn hàng đầu. Các bạn nào mà gặp tình trạng mất ngủ hoặc cần tư vấn về sản phẩm, hãy gọi lên số tổng đài miễn phí của nhà thuốc 365 1800 6284 để được tư vấn và hỗ trợ nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!